cô ta bị cơn đau răng hành hạ. Chúng ta tới gia sĩ kiểm tra xem thế nào. Cô đang tưởng tượng điều gì đây? Làm gì đến nỗi thế nhỉ? Và cô quyết định không đi nha sĩ nữa. Nhưng bạn trai cô có cách bắt cô đi rồi nhé. Phải đi khám răng thì mới hết đau chứ. Nhìn sợ thật đấy. Biết ngay cô ta sắp bày trò gì mới rồi. Cô mang mặt nạ sói vào và trốn trong tủ quần áo. Và bạn gái cô đã mở tủ quần áo nào. Lần sau chắc cô ta không dám vào phòng này nữa rồi. Cô gái định làm gì với đĩa bột mì và máy thổi đây? Anh chàng vừa từ trong phòng tắm bước ra. Có lẽ anh phải đi tắm lại thôi. Bột mì bay khắp phòng. Bạn gái anh thật là đáng yêu. Ôi, đừng làm phiền anh nữa. Dám bảo tôi phiền à? Sao anh ta tốt bụng mua nước cho cô ta vậy? Ly nước có vấn đề rồi. Thank you. Biết ngay mà, anh ta đâu có tốt thế đâu. Bạn cắt lấy cốc giấy ra là xong. Cặp đôi này đang ngồi thư giãn. Một cách uống nước khi hai tay đang cầm điện thoại. Nhưng bạn gái anh ta muốn trêu anh ấy. Thả ống hút vào thau nước ngâm chân. Anh chàng uống có chút gì đó mùi là lạ. Bực thật đó, uống nước thôi mà cũng không yên với em. Cô gái chu đáo chuẩn bị bấm trà sữa rồi. Biết ngay là anh ta thích ăn mà. Nhưng cả bánh và sữa đâu dễ nuốt. Và thế là anh cũng tương kế tự kế. Cho wasabi vào kem đánh và trộn đều. Sau đó nặn phủ lên bề mặt bánh. Sau đó trang trí cho đẹp mắt. Cho muối vào ly sữa và khuấy đều là xong. Bạn gái ngủ rồi, hành động thôi. Anh chàng này đã chuẩn bị sẵn kim chỉ rồi. Luồn cuộn chỉ vào dưới ống tay áo của bạn gái. Sau đó xỏ chỉ qua ống tay áo. Hoàn thành rồi. Đánh thức bạn gái dậy nào. Áo em bị đứt chỉ rồi nè. Cô cứ kéo mãi vẫn không hết chỉ. Cũng nhờ trò đó mà họ chia tay rồi. Ôi trời, nóng thật đó. Bốc hết cả mùi. Và đây là mẫu đàn ông sống bừa bộn. Không dọn dẹp cứ thế anh ta ngủ ngon lành. Nhưng bạn gái anh ta đâu để yên. Nguyên ly sữa vào mặt nè. Đã thế còn bị vấp té. Điều tại anh ta thôi. Nè,
Tỉnh lại đi cô gái. Ôi, nhìn thấy thế ai mà không tỉnh cho được. Đó chỉ là trò đùa thôi mà. Này thì trêu tôi này. Chỉ cần treo con nhện giả ngay cửa ra vào là trêu được cô gái rồi. Lâu lắm rồi mới thấy anh lau nhà tắm đó. Rồi xong, lại có trò mới trêu bạn gái rồi. Và cô gái chuẩn bị dùng kem dưỡng tóc. Hình như có mùi gì lạ lắm. Lại còn nếm thử nữa cơ. Lại bị bạn trai chơi xấu nữa rồi. Cho maizone và sữa đặt vào hũ kem và trộn đều. Anh chàng cầm trên tay một chậu hoa rất là đẹp. Và bạn gái anh ta đã xuất hiện. Thì ra chậu hoa đẹp đó là dành tặng cô. Cô ta đang tận hưởng hương thơm của hoa. Và mặt cô gái đã dính màu đỏ từ trên qua. Anh ta thật quá đáng mà. Thì ra anh ta rắc bột củ cải đường lên chậu hoa. Anh này thì đói rồi mà cô gái lại chưa nấu ăn nữa. Anh ta lại phải tự đi nấu ăn thôi. Anh ta cũng khéo tay đó chứ nhỉ. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy rất nhiều dung. Đáng đời cho cô gái lười biếng. Cho con dung vào đĩa, phủ lên bề mặt rau diếp, cà chua, trứng và maizone. Cô gái có một chiếc kèn nhựa. Cô ta đã dán nó vào sau cánh cửa. Anh ơi, giúp em với. Anh lao vào và mất luôn bữa ăn ngon lành. Cô gái mới làm xong ly nước ép thì anh liền tới xin. Và dễ gì cô nàng đồng ý cho anh ta uống cơ chứ. Nhưng anh vẫn uống đấy. Làm gì nhau nào. Và anh không quên bày ra một trò. Đổ tương ớt vào ly sinh tố của cô và khuấy đều. Để vào tủ lạnh thôi. Cô tới và lấy ly sinh tố ra uống. Cay lắm phải không nào cô gái. Đôi môi cô sưng lên rồi kìa. Cô gái lại bày trò gì nữa đây. Cô ta đổ giấm vào ly cà phê làm gì thế. Thì ra ly cà phê của bạn trai cô. Để nhâm nhi lúc rảnh rỗi đọc sách. Uống cà phê xong thì đau bụng liền. Đã vậy đi vệ sinh cũng không được. Thì ra cô bạn gái đã làm việc này. Cô ta dùng đất sét nặng thành hình và để đó trước. Cô gái đang cắt củ hành. Hù, sợ chưa? Lại bị bạn trai hù nữa. Phải nghĩ cách trêu lại anh ta chứ nhỉ.
Và củ hành lúc này có tác dụng đây. Và cô ta đã chế biến ra món ăn gì đây? Bạn gái anh đi rồi, còn dọa ai nữa chứ? Ôi, đúng lúc đói bụng. Nhìn thế thôi, chứ ăn vào là không ngon tí nào đâu. Đáng đời anh trai nhé. Dùng tăm cắm vào củ hành, sau đó nhúng vào sô-cô-la tan chảy và đợi khô.